Hai anh em đã bao giờ đổi trả hàng trên sân đỏ chưa? Thì mình nhận được cái bưu phẩm này, và cái sản phẩm này là mình đặt một cái quạt mini nha, 41.000, và mình thấy nó lỗi, nó kêu khá là to và nó cạch. Thì mình sẽ đổi trả trong video này, và nhân dịp này thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em đổi trả trong cái video này, đổi trả như thế nào và khi mà chính sách có trang đỏ ra sao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video ha. Bây giờ mình sẽ vào cái phần đặt hàng của mình trên máy tính để mình bắt đầu thực hiện đổi trả. Giờ đây là cái phần sản phẩm mà mình chuẩn bị đổi trả đây anh em. Đó là một cái quạt đá nè. Cái sản phẩm này á, mua về thì sử dụng nó kêu cầm luôn, nó rất là ồn, có nghĩa là nó bị dướng, bị kẹt gì ở trong á. Thì các bạn bật lên thì nó kêu ầm. Bây giờ mình sẽ khiếu nại ha. Các bạn bấm vào xong phần đầu tiên á, là các bạn muốn đổi trả được thì các bạn bấm vào phần đã nhận hàng nè. Thì nó sẽ có một cái list sản phẩm ha. Các bạn tìm những sản phẩm của các bạn cần đổi trả ha. Các bạn nhớ là chú ý ha. Cái sản phẩm á, thì nó sẽ có những cái chính sách khác nhau. Ví dụ như cái sản phẩm này thì các bạn có thể, hiện giờ nó lên 70,000 nè. Thì cái sản phẩm này cũng rất là nhiều người mua và được đánh giá khá là tốt. Nhưng mà không biết lý do tại sao cái sản phẩm của mình thì nó bị lỗi nữa. Thì cái quyền lợi các bạn là được đổi trả trong vòng 48 tiếng đồng hồ ha, đối với cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình mới nhận hàng được khoảng chừng 1 ngày thôi. Bây giờ mình sẽ bấm vào chữ khiếu nại. Trong phần khiếu nại này thì có những cái list ha, các bạn chọn ha. Ví dụ như trả hàng và vàng tiền nè, gửi bổ sung thêm sản phẩm, mình chọn là trả hàng vàng tiền. Thì mình sẽ bấm vào sản phẩm nhận chuyển cập nhật xe, hàng bị lỗi ha. Mình bấm vào hàng bị lỗi nè. Mình sẽ viết cái phần mô tả chi tiết trong đây các bạn. Các bạn nhớ viết cái phần mô tả chi tiết cho ha. Quạt bị cả. Nó khi mà các bạn viết cái phần mô tả như vậy thôi thì các bạn bấm vào thêm ảnh. Cái ảnh này là các bạn phải chuẩn bị trước tầm khoảng 4 đến cái 5 ảnh mà hàng các bạn, thì các bạn chụp hình nguyên gói hàng. Các bạn bấm thêm vô thì mình đây mình thêm nè. Và các bạn bấm vào cái phần yêu cầu. Các bạn tạo cái khiếu nại thành công rồi nè các bạn. Như vậy là các bạn tạo cái khiếu nại thành công nè ha, trả hàng hàng tiền nè ha. Ha. Đây, tiếp nhận. Và cái tiếp nhận đang xử lý và hoàn tất. Sen đỏ đang tiếp nhận cái đơn hàng này của bạn và sen đỏ sẽ chuyển qua chế độ là đang xử lý, thì khi nó sẽ xử lý ha. Trong quá trình xử lý là hàng tất là sen đỏ sẽ hoàn tiền lại cái tài khoản cho các bạn, hay là yêu cầu cái nhà bán hàng đó, yêu cầu cái người á, cái người mà bên dịch vụ giao hàng á, hay là cái nếu mà nhà bạn xa quá thì bên bộ phận lấy hàng không được thì các bạn mang cái bưu điện gửi ha. Còn nếu mà nhà bạn gần á thì bên những cái dịch vụ vận chuyển họ sẽ đến nhà bạn, họ lấy gói hàng này, họ trả về cho bên shop hay là bên sen đỏ họ xử lý. Và nếu mà đúng như lỗi các bạn nói thì họ sẽ hoàn tiền cho bạn ha. Đơn giản như vậy thôi. Còn khi nào mà mình nhận được cái sản phẩm á thì mình sẽ trên tay, hay là mình nhận được tiền hàng thì mình sẽ thông báo cho các bạn trong cái phần fanpage hay là cái phần cộng đồng của bên YouTube để các bạn biết về quy trình đổi trả của sen đỏ. Đơn giản như thôi. Nhận hàng 48 tiếng đồng hồ. Khi mà các bạn sử dụng bị lỗi thì các bạn cứ đổi trả, sen đỏ sẽ giải quyết cho các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về vấn đề đổi trả thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Nếu mà mình có đủ cái kỹ năng như là mình hiểu biết thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Còn các bạn cảm thấy video này hay cũng giống như là hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.